Đây là một Việt Nam thực sự tự do, cuộc nói chuyện chân thật về cuộc sống ở Việt Nam. Đó là tiêu đề video của một YouTuber người Hà Lan tên là Chai Travel. Anh đã phỏng vấn một người địa phương Việt Nam tên là Trâm để hỏi về mức độ tự do trong cuộc sống của người Việt Nam. Video mở đầu với câu hỏi về mức độ tự do tại Việt Nam. Người dẫn chương trình Chai khẳng định rằng, ở mọi quốc gia đều có những giới hạn về tự do. Liệu rằng cuộc sống ở Việt Nam có thật sự tự do như người ta nghĩ? YouTuber Chai cũng khẳng định, anh sẽ nói một cách chân thực nhất có thể. Trong khi chờ đợi người bạn Việt Nam tên là Trâm đến gặp, Chai đã ghé thăm một khu chợ địa phương tại Đà Nẵng. Anh nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những người bán hàng tại chợ, dù đa phần họ không nói tiếng Anh. Sau khi đi dạo, Chai đã gặp gỡ Trâm, người phụ nữ Việt Nam 28 tuổi, từng là giáo viên tiếng Anh trước khi bắt đầu kinh doanh cùng với chị gái. Trâm kể về việc cô và chị gái đã mở một quán nước ở Hội An nhưng không thành công, dẫn đến việc họ phải chuyển về Đà Nẵng và bắt đầu kinh doanh món gà Hải Nam. Trâm cũng chia sẻ về việc thanh toán tại Việt Nam. Cô thường thanh toán bằng mã QR hoặc chuyển khoản. YouTuber Chai nhận thấy nó rất thuận tiện so với các phương thức thanh toán ở châu Âu và anh nói rằng, ở Hà Lan, chúng tôi không có phương thức thanh toán này. Chúng tôi chỉ có thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và tiền mặt. Tôi thấy rằng ở châu Á hầu như mọi người đều có thể quét mã QR. Nó quá tiện lợi. Ngay cả 20.000 hoặc 15.000 cũng có thể thanh toán. Khi được hỏi về mức độ tự do tại Việt Nam, Trâm khẳng định rằng người dân ở đây có thể tự do làm mọi thứ như lái xe máy mà không có hạn chế nào. Việc mở doanh nghiệp nhỏ cũng khá dễ dàng. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp lớn hơn, quy trình giấy tờ phức tạp hơn và cần hoàn thành trước khi bắt đầu kinh doanh nếu không muốn gặp rắc rối. Trâm kể về việc cô đã đi du lịch đến Malaysia và Singapore và việc xin hộ chiếu để ra nước ngoài tại Việt Nam không quá khó khăn hay tốn kém. Quy trình làm hộ chiếu giờ đây chủ yếu được thực hiện trực tuyến. Giá hộ chiếu chỉ khoảng 200.000 đồng. Sau đó, cuộc trò chuyện chuyển sang các vấn đề nhạy cảm như chính trị và tôn giáo. Chai nêu quan điểm rằng, rõ ràng ở mọi quốc gia đều có giới hạn về tự do. Những gì tôi nghe mọi người nói và mọi người cảnh báo tôi là bạn không thể nói về mọi chủ đề. Vì vậy, đây là điều tôi muốn hỏi bạn, có thực sự có tự do ở Việt Nam không? Trâm đã trả lời rằng, cuộc sống ở Việt Nam về cơ bản là tự do, miễn là bạn không nói về chính trị và bạn không làm điều gì đó vi phạm pháp luật. Cô cũng kể về một số ví dụ, về một số người nổi tiếng bị bắt giam vì vi phạm pháp luật. Có một cô người mẫu đã quay video điều khiển xe máy mà không dùng tay, hoặc một người phụ nữ đã chỉ trích chính phủ trong thời gian đại dịch và bị đi tù 3 năm. Phần còn lại thì bạn có thể làm những gì bạn muốn. Trâm cũng không muốn thảo luận thêm về các vấn đề chính trị vì bản thân cô không hiểu về chính trị. Chai nêu quan điểm rằng, tôi nghĩ mọi nơi trên thế giới đều có vấn đề, chính trị và tôn giáo là hai thứ thực sự nhạy cảm khi nói về nó. Và nếu bạn nói về nó, mọi người sẽ tức giận hoặc chán nản, hoặc đại loại như thế. Vì vậy tôi nghĩ Việt Nam có những chủ đề không thể thảo luận công khai, giống như ở nhiều quốc gia khác. Tiếp theo khi nói về giáo dục, Trâm chia sẻ rằng cô muốn cho con mình có một nền giáo dục tốt hơn tại Singapore, nơi trẻ em có thể học nhiều ngôn ngữ cùng một lúc. Tuy nhiên hiện tại con cô vẫn đang học tại Việt Nam và cô tự dạy tiếng Anh và tiếng Trung cho con của mình từ khi còn nhỏ. Cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển sang việc liệu Việt Nam có kiểm duyệt Internet như Trung Quốc hay không. Trâm khẳng định rằng cô có thể truy cập mọi thứ trên mạng xã hội và không cảm thấy bị hạn chế. Và người dẫn chương trình Chai cũng đồng tình rằng Việt Nam không áp đặt sự kiểm duyệt Internet giống như nhiều người nghĩ. Kết thúc video, người dẫn chương trình Chai nhấn mạnh rằng Việt Nam là một quốc gia đáng để khám phá, không chỉ về ẩm thực mà còn về con người và văn hóa. Anh cũng nhận xét rằng giao thông tại Việt Nam có phần hỗn loạn, nhưng đây là một trải nghiệm đặc biệt đối với bất kỳ ai muốn tìm hiểu về đất nước này. Anh khuyến khích khán giả đừng ngần ngại mà hãy đến Việt Nam để tự mình trải nghiệm. Đó là những ý chính của video này. Về dân mạng quốc tế và một số bạn Việt Nam có đồng tình với những quan điểm được chia sẻ trong video này hay không thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé! Tôi hiện đang ở Đà Nẵng. Điều này quá đúng. Người dân ở đây rất vui vẻ, thân thiện và đáng yêu. Tôi là người ăn chay nên vẫn phải bỏ qua món gà. Xin lỗi. À và tôi cảm thấy rất an toàn ở đây. Tôi sẽ ở đây đến cuối tháng 8. Tôi là người Việt đã sống tại châu Âu hơn 40 năm. Đối với tôi, ngoài việc Việt Nam chưa có đa đảng, thì Việt Nam tự do hơn nhiều nước dân chủ trên thế giới. Mỗi năm tôi đều về Việt Nam và đã bị nghiện. Thành thật mà nói, khi sống ở Mỹ, tôi đã quen với việc có quá nhiều quy định và sự kiểm soát trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt. Chẳng hạn như việc mở một doanh nghiệp nhỏ như một quầy hàng bán thức ăn vỉa hè cũng yêu cầu vô số thủ tục phức tạp và giấy phép. Đôi khi,
Ngay cả việc sửa sang, trồng cây hay trang trí ngôi nhà của mình cũng phải tuân thủ các quy định của khu dân cư. Nếu bạn làm gì đó hơi khác lạ, hàng xóm có thể gọi cảnh sát mà không cần lý do chính đáng. Điều này khiến cho sự tự do cá nhân bị hạn chế rất nhiều. Thêm vào đó, mặc dù người ta thường nói rằng Mỹ là nơi tự do ngôn luận, nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy. Tôi đã thấy có những người công khai chỉ trích Tổng thống hoặc chính quyền và phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, thậm chí bị bỏ tù. Truyền thông thì có vẻ như luôn hướng dư luận theo một chiều, làm cho người ta khó có được cái nhìn khách quan. Tuy nhiên, khi tôi đến Việt Nam, cảm giác dễ thở hơn rất nhiều. Dù có những giới hạn, nhưng cuộc sống ở đây có vẻ thoải mái hơn. Không phải chịu sự gò bó của quá nhiều quy định, mọi người rất bao dung và thân thiện. Họ không quá bận tâm đến việc bạn làm gì hay sống ra sao, miễn là bạn không làm phiền đến người khác. Điều đó mang lại cho tôi cảm giác tự do thực sự và không áp lực như ở quê nhà. Tôi tin rằng Việt Nam có hình thức tự do tối ưu nhất, đó là quyền được tự do, nhưng họ cũng phải chịu trách nhiệm về những gì họ có thể làm với đặc quyền này. Nếu một người lạm dụng quyền tự do của họ, thì ngay từ đầu họ đã không xứng đáng với nó. Ở Pháp, tôi luôn cảm thấy cuộc sống bị bó buộc bởi quá nhiều quy định và thủ tục. Chỉ cần mở một quầy hàng nhỏ thôi mà cũng phải trải qua rất nhiều thủ tục hành chính phức tạp. Mọi thứ đều có quy định, và nếu làm sai thì hình phạt rất nghiêm khắc. Chưa kể đến việc, sau khi mở được quầy, số tiền thuế bạn phải nộp có thể chiếm tới 50% doanh thu. Thật là nản lòng. Về sự tự do trong cuộc sống, cũng giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, người dân Pháp rất tôn trọng sự tự do cá nhân. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là mọi người giữ khoảng cách và khá lạnh lùng. Bạn không thể làm điều gì ảnh hưởng đến người khác mà không phải cẩn thận cân nhắc. Điều này khiến tôi luôn cảm thấy phải dè dặt trong mọi hành động. Tuy nhiên, khi tôi có cơ hội đến Việt Nam trong một tháng, mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Cuộc sống ở đây ấm áp tình người, mọi người rất thân thiện và cởi mở. Tôi cảm thấy như sự tự do ở đây thực sự là tự do, không phải tự do trong khuôn khổ của quá nhiều quy định. Một điều khiến tôi rất ấn tượng là mọi người có thể hát karaoke lớn tiếng vào buổi tối. Điều này ở Pháp là không thể tưởng tượng được. Tôi có thể nói rằng người Việt Nam biết cách và có kinh nghiệm để giữ gìn đất nước nguyên vẹn hơn hầu hết các quốc gia khác. Đó là lý do tại sao công dân hoặc bất kỳ ai lợi dụng quyền tự do ngôn luận để gây ra tình trạng hỗn loạn xã hội, gây tổn hại đến nền độc lập của chúng tôi phải bị ngăn chặn. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có quyền nói về chính trị. Tôi có thể nói rằng chúng tôi biết thế giới vận hành như thế nào hơn hầu hết các công dân phương Tây. Nhưng nếu bạn nói điều gì đó sai trái và gây ảnh hưởng xấu đến người khác, hoặc thậm chí nhiều hơn, đến quốc gia, bạn phải chịu hậu quả của những gì bạn đã gây ra. Ngoài ra, phần còn lại đều miễn phí và dễ dàng. Công dân không cần phải trả nhiều tiền thuế thu nhập hoặc các tiện ích xã hội. Có thể gọi là người dân giàu, chính phủ nghèo. Nhưng chính phủ vẫn tìm cách xây dựng cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội. Đó là lý do tại sao người Việt Nam khá thoải mái. Có thể tóm tắt như vậy. Hãy giữ an toàn và tận hưởng chuyến đi của bạn nhé! Tôi sống ở Úc. Ở Úc và phương Tây nói chung, bạn có quyền tự do ngôn luận và đó là tất cả. Mọi thứ khác đều bị hạn chế theo cách này hay cách khác. Trong khi ở Việt Nam, bạn có quyền tự do ngôn luận hạn chế, nhưng bạn được tự do làm bất cứ điều gì bạn muốn, miễn là bạn không làm người khác tức giận. Vì vậy, tôi nghĩ Việt Nam là đất nước tự do hơn để sống hàng ngày. Những gì người phụ nữ nói về những người đàn ông không làm việc là không đúng. Cô ấy đang ám chỉ đến những người dân làng, ở làng của cô ấy, sống nhờ vào đất đai. Những người này thường là nông dân, nên họ có nhiều thời gian rảnh rỗi vào một thời điểm nhất định để làm những việc của đàn ông, điều mà phụ nữ không thích. Chúng tôi có một cộng đồng người Việt ở Brisbane và tất cả những người bán hàng đều giống nhau, thân thiện, hay cười và vui vẻ. Đấy chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Bạn nên gặp nhiều người hơn để xem Việt Nam có tự do hay không. Nếu Việt Nam không có tự do, thì kinh tế của họ không thể phát triển như vậy được và năm nay họ sẽ đón 18 triệu khách du lịch. Còn về chính trị thì mặc dù Đảng Cộng sản nhưng nền kinh tế của họ là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Việt Nam tự do như Hoa Kỳ. Có lẽ Việt Nam tự do hơn vì mọi người có quyền tự do an toàn ở nơi công cộng. Họ không phải lo lắng về các vụ xả súng và trẻ em được an toàn ở trường. Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam thấp đối với người dân địa phương, tội phạm thấp, phân biệt đối xử hiếm khi xảy ra, tình trạng vô gia cư không mất kiểm soát. Đây là một vài điều mà phương Tây không nói đến khi họ nói về Việt Nam Cộng sản. Người phụ nữ này rất biết cách hùng biện và phỏng vấn hay. Tôi vừa tìm thấy kênh này. Cô ấy đã ở Singapore. Đây cũng là một nơi tuyệt vời nhưng rất đắt đỏ.
chồng cô ấy có phải người Singapore không? Cô ấy nói chồng cô ấy không muốn ở lại Singapore và thích Việt Nam hơn. Nhưng tôi tự hỏi anh ấy đến từ đâu? Đà Nẵng là thành phố có mức sống tốt nhất ở Việt Nam. Tôi vẫn chưa đến Đà Nẵng. Tôi nghe nói rằng một số người trẻ hoặc bất kỳ ai chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội đều có thể gặp rắc rối với pháp luật. Là người nước ngoài, tốt hơn hết là không nên chỉ trích chính phủ của các nước khác. Tôi ước người phụ nữ này chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của cô ấy ở Việt Nam và gia đình cô ấy. Tôi chúc cô ấy thành công trong công việc kinh doanh. Tôi luôn cảm thấy buồn khi nghe những người trẻ tuổi mở doanh nghiệp rồi thất bại. Tôi chúc cô ấy thành công và hạnh phúc. Trên đây là một vài ý kiến của dân mạng quốc tế và một số dân mạng Việt Nam. Các bạn thấy như thế nào về những ý kiến phía trên? Việt Nam có thật sự tự do hay không? Thì các bạn hãy comment ở bên dưới chia sẻ về cuộc sống của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung thú vị tiếp theo nhé.